Ngô Thanh Vân, đại nữ xinh đẹp tài năng và những scandal tình ái không hồi kết. Ngô Thanh Vân còn được biết đến với nghệ danh là Veronica Ngô, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1979 tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Cô là một nữ đạo diễn, nhà sản xuất phim, diễn viên, ca sĩ, vũ công và người mẫu người Việt Nam. Ngô Thanh Vân sinh ra trong một gia đình có ba chị em, cô là con út. Khi lên 16 tuổi, cô cùng gia đình sang Na Uy định cư. 4 năm sau, năm 1999, nữ diễn viên trở về Việt Nam và giành được ngôi Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh, tạp chí Thế giới Phụ nữ tổ chức năm 2000. Sau đó, cô bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam với vai trò người mẫu cho các tạp chí, lịch hay các bộ sưu tập thời trang. Lúc này, nữ diễn viên có cơ hội đến gần với điện ảnh khi vào vai chính trong phim Hương Dẻ, là một series phim ngắn trên đài HTV. Năm 2002, cô bắt đầu bước vào sự nghiệp của một ca sĩ nhạc pop, ký hợp đồng với Phương Nam Phim. Sau đó, cô thu âm một album là Vườn Tình Nhân với ca sĩ Tuấn Hưng. Năm 2003, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo, cô phát hành album đầu tiên, đó là Thế Giới Trò Chơi, vào ngày 26 tháng 2, cũng chính là sinh nhật thứ 23 của cô. Từ năm 2004, cô là người đầu tiên bước gần đến lĩnh vực truyền hình điện ảnh quốc tế khi tham gia bộ phim ca nhạc Roof, Những Thiên Thần Đỏ. Bộ phim gồm 14 tập phát vào mỗi tối trên kênh MTV Asia. Roof là bộ phim được sản xuất bởi MTV Asia và hãng Media Corp, phát sóng đồng thời ở khắp châu Á và Australia. Nửa năm còn lại, cô bận rộn với việc vận động chiến dịch quảng bá Roof trên toàn châu Á, đồng thời thu âm album thứ 3. Ngô Thanh Vân được bình chọn là diễn viên yêu thích nhất trong Roof trên website của MTV Asia. Năm 2005, nữ diễn viên tiếp tục thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Cô liên tiếp tham gia các chương trình âm nhạc lớn thời điểm ấy như Giai điệu tình yêu, Giai điệu bạn bè số tháng 2, tháng 5 và tháng 7. Những ca khúc của cô tiếp tục được ra mắt khán giả như Trái tim tượng đá, Mưa, v.v. Cũng trong năm này, nữ diễn viên dính vào một vụ scandal với những hình ảnh mát mẻ của Ngô Thanh Vân và những bài viết nói xấu về quá khứ của cô được up trên Internet. Nữ diễn viên khẳng định qua Hoàng Vũ, người quản lý riêng, rằng không quan tâm đến việc này, cây ngay không sợ chết đứng. Là người của công chúng, cô đủ thời gian để cải chính tất cả những tin đồn không đầu không đuôi. Cô chia sẻ đây cũng là trở ngại bình thường trong nghề nghiệp. Sau album My Way, nữ diễn viên tham gia vào sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia nhiều vai diễn như Chuyện Tình Sài Gòn, Hai Trong Một bởi đạo diễn Đào Duy Phúc và Dòng Máu Anh Hùng với Johnny Trí Nguyễn, một cascader Mỹ gốc Việt, người đóng thế trong bộ phim Spider-Man Người Nhện 1 và 2. Tuy nhiên, do phải tuyên truyền phim Dòng Máu Anh Hùng, cũng như mong muốn phát triển bên lĩnh vực điện ảnh, nên cô đã tạm gác công việc ca hát suốt năm 2007. Tháng 11 năm 2007, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15, Ngô Thanh Vân đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất qua vai diễn một cô gái yêu nước và mạnh mẽ tên Thúy trong bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Sự nghiệp diễn xuất của Ngô Thanh Vân từ đây vươn lên một tầm cao mới. Những lùm xùm xung quanh Ngô Thanh Vân. Thời gian gần đây, Ngô Thanh Vân và Huy Trần là một cặp tình nhân chị em được nhiều khán giả quan tâm. Bỏ qua những lời ác ý, cặp đôi cũng nhận về những lời khen ngợi đẹp đôi. Đặc biệt, hai người thường xuyên phát cẩu lương khiến ai nấy phải trầm trồ. Mới đây trên story Instagram, Ngô Thanh Vân vừa đăng tải một dòng trạng thái hết sức mùi mẫn, thừa nhận chìm đắm trong hạnh phúc trước sự quan tâm của bạn trai CEO. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng dù không nhắc trực tiếp đến Huy Trần, nhưng đều ngầm hiểu đó chính là nam CEO. Bên cạnh đó, có nhiều sự bày tỏ ngưỡng mộ vì Ngô Thanh Vân có được bạn trai tốt, lại vừa tâm lý và biết nấu ăn. Ngoài ra còn lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cách đây không lâu, cặp đôi còn bị netizen soi sống chung nhà. Theo đó, nhiều người cho rằng story mà Huy Trần đăng tải có view giống hệt như chụp ở nhà của nữ diễn viên. Chưa kể, người đẹp 8X còn công khai khoe ảnh được cho là Huy Trần đang đứng phía sau chuẩn bị bữa sáng cho mình. Diễn viên Ngô Thanh Vân từng hẹn hò bạn trai Việt Kiều. Ngô Thanh Vân từng vướng tin đồn phim giả tình thật với Việt Kiều, BT Nguyễn khi cùng đóng phim điện ảnh Ngày Nãy Ngày Nay năm 2015. Cặp đôi bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng sau sự kiện. Hai người tỏ ra rất thân mật, sau đó họ tiếp tục cùng nhau đi về khu biệt thự ở Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này. Chân dung Huy Trần vì hôn phu kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi, CEO sở hữu hai công ty lớn, tên sử với toàn các Rikis, mê xe phân khối lớn và yêu bếp.
ông chủ trẻ của hai công ty lớn, không hề kém cạnh. Vị hôn phu Ngô Thanh Vân cách biệt những 11 tuổi, nhưng Huy Trần cũng chứng minh khả năng làm giàu vượt trội trong kinh doanh của mình khi sở hữu khối tài sản khủng dù chỉ mới 30 tuổi. Theo đó, anh là giám đốc của công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một chi nhánh công ty dệt may ở Sài Gòn. Hiện tại, anh chàng còn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ẩm thực, sở hữu một nhà hàng rất được lòng giới trẻ ở quận nhất Sài Gòn. Xuất thân từ một gia đình bề thế lại có tài kinh doanh và điều hành, nhiều người nhận xét Huy Trần là chàng trai vốn sinh ra đã ở vạch đích. Được biết, ngay từ năm lên 2 tuổi, Huy Trần cùng gia đình sang Đức định cư. Anh chàng sinh năm 1990, đã tốt nghiệp trường CPP Packing, ngành xuất khẩu và nhập khẩu. Chính tại đất nước này, Huy đã trau dồi kinh nghiệm tại công việc quản lý cho vài nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Berlin như Meisenhand, Hand Coffee Roaster, Sons of Mana. Nhờ những kinh nghiệm làm việc, học hỏi tại nước ngoài này mà chàng trai Việt kiều Đức có thể điều hành công ty và kinh doanh anh nên làm ra khi trở về quê nhà. 9X, con nhà người ta, cũng rất hăng hái quảng bá thương hiệu của bản thân thông qua việc tham gia các chương trình truyền hình, tham dự các sự kiện lớn trong nước, ví dụ như Người ấy là ai, Cuộc đua kỳ thú. Chính tại đây, Huy Trần cũng gặt hái được một lượng lớn người hâm mộ theo dõi đông đảo, đặc biệt là phái nữ. Thông qua những gì anh chàng thể hiện trong các chương trình và trên mạng xã hội, dù có gia đình bề thế và thành công từ rất sớm, nhưng vị hôn phu Việt kiều Đức này của Ngô Thanh Vân không hề kiêu ngạo hay xa lầy vào các cuộc ăn chơi của hội con nhà giàu. Anh khá khiêm tốn nhìn nhận bản thân cần nỗ lực hơn nữa và sống rất lành mạnh, là một người có kế hoạch và biết suy nghĩ. Phong cách sống thời thượng cuốn hút. Ngoài là một CEO kinh doanh thành công, Huy Trần còn được biết đến nhờ sở hữu diện mạo cực kỳ nam tính và gu ăn mặc sang chảnh, chẳng khác gì một người mẫu nam. Anh chàng 9X luôn biết phối hợp các bộ trang phục đơn giản của mình với các phụ kiện đắt tiền như đồng hồ để làm tổng thể nổi bật tựa một fashionista. Và tất nhiên không thể bỏ qua được những thú chơi đắt tiền của một Rikit chính hiệu như Huy Trần. Dạo quanh Instagram của giám đốc trẻ, không khó nhận thấy những thương hiệu xe đắt đỏ cùng phụ kiện thời trang từ những thương hiệu thượng lưu nhất. Đặc biệt, Huy Trần còn có niềm đam mê với tốc độ nên anh có những chiếc xe hộp, xe phân khối lớn cực ngầu. Những bức hình về chàng trai hôn phu kém 11 tuổi này của Ngô Thanh Vân lái những chiếc xe mô tô đắt tiền khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán về thần thái nam tính và độ chịu chơi toát ra từ anh chàng này. Những bức ảnh được chính của Thanh Vân chia sẻ công khai trên mạng xã hội cũng cho thấy Huy Trần còn có niềm đam mê với việc nấu ăn, thích tự tay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho bạn bè và những người thân yêu. Tình sử với toàn các ngôi sao và Rikit. Quả là gió tầng nào gặp mây tầng ấy, tình trường của anh chàng 9X đều có liên quan đến những gương mặt nổi danh trong giới Rikit và những ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz. Ngay từ những ngày đầu tham gia chương trình Người ấy là ai, người xem đã ngỡ ngàng khi biết anh chàng đã có người thương và người yêu của Huy cũng không ai xa lạ, chính là Lê Thảo Nhi, một Rikit và là một blogger thời trang vô cùng phong cách. Dù không phải những ngôi sao hạng A, nhưng cặp đôi Việt kiều Đức vẫn luôn thu hút được rất nhiều sự chú ý từ giới trẻ đam mê thời trang và hội những người có phong cách lối sống thượng lưu. Mỗi chuyến du lịch, những món ăn, trang phục mà anh chàng này và tình cũ đều khiến cộng đồng mạng cảm thán về sự xa hoa sang trọng trong lối sống mà giới trẻ hội nhà giàu, siêu giàu hưởng thụ. Sau khi 2 năm bên nhau thì cặp đôi bất ngờ chia tay. Huy Trần được đồn có mối quan hệ thân thiết với Hương Giang Idol sau chương trình Người ấy là ai. Thậm chí có lần người ta còn bắt gặp Huy Trần xuất hiện cùng Hương Giang Idol ở một khu nghỉ dưỡng vô cùng thân thiết. Tuy nhiên khi Hương Giang công khai bạn trai là CEO Mark Liu thì tin đồn này cũng đã lắng xuống. Đến bây giờ sau một số mối tình với những người nổi tiếng giàu có, anh chàng CEO cũng chính thức chốt hạ cùng về một nhà với đả nữ quyền lực của showbiz Việt, Ngô Thanh Vân. Cặp đôi dự kiến sẽ tạo nên một đám cưới hoành tráng xa hoa được mong chờ nhất năm nay.